ai có vấn đề gì về dạ dày thì một hạt đậu có thể giúp bạn. Ở trên tay chúng ta có một huyệt tên là nội quan. Huyệt này từ lằn chỉ cổ tay đo lên 3 ngón tay. Hết 3 ngón tay ở đâu thì ở đấy là huyệt. Chúng ta có thể đặt hạt đậu vào đấy, day từ 3 đến 5 phút. Huyệt nội quan này thì có thể tác dụng rất là tốt đối với những trứng như ở hơi, ở chua, đau ở dày. Sau khi chúng ta day từ 3 đến 5 phút thì bỏ ra, cái dạ dày của mình nhẹ hơn rồi. Bạn hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hồng Hải để biết thêm nhiều thông tin mới về sức khỏe của bạn.